dụng cụ vô tri trong nhà. Phần 1. Khi đặt nước lên cây dù này thì nó sẽ chuyển màu. Tôi không hiểu sao mẹ lại mua cho tôi cái áo này nữa. Món đồ chơi của đứa em, thấy ghê quá. Mỗi lần đi vệ sinh thì lúc nào mình cũng lấy giấy từ mũi của con gấu này. Mẹ mua cho đứa em cặp sách đi học khiến mình phải cạn lời. Bà ấy là fan trung thành của Tanjiro đấy. Mẹ có hỏi tại sao không ăn kẹo? Đây chính xác là câu trả lời của mình. Nhìn thấy ghê ai đâu mà dám ăn. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mình không hiểu sao trong nhà lại có cái máy phát nhạc vô tri như vậy nữa. Di chuyển hướng khác thì nó sẽ thay đổi. Cái này thì tớ thích nha. Mình cứ tưởng mẹ xây ngôi nhà cho chuột, mở ra thì toàn mấy con mèo mô hình. Kể cả chỗ móc khóa cũng không được bình thường. Tớ hay quăng rác, thế là mẹ mua túi đựng từng loại rác cho mình luôn. Đây là cái giỏ dành cho những bạn vừa chơi điện thoại vừa sạc này. Đi đâu cũng có thể sạc, đến cả cây đèn còn biết nhảy múa. Nhìn cái ly này xong thì mình đã ngừng uống sữa mấy tháng trời. Này, dùng để đựng đồ ăn sao? Các bạn thích dụng cụ vô tri nào nhất? Bình luận bên dưới cho tớ biết nhé.